xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu đồng hồ Hublot Big Bang One Click Steel Blue Diamond 39mm, một sắc xanh kiều diễm và bí ẩn. Như một làn gió mới thổi vào vùng đất của những cỗ máy thời gian lịch sử, thương hiệu Hublot non trẻ đã mang tới những xu hướng mới, nhanh chóng thu hút công chúng và xây dựng những chuẩn mực cho ngành công nghiệp đồng hồ ở thời điểm hiện tại. Được thành lập vào năm 1980, đồng hồ Hublot không chỉ khiến con người ta say đắm bởi những cỗ máy phức tạp với thiết kế lộ máy tinh tế mà còn gây thương nhớ bởi dáng vẻ hoàn mỹ và tuyệt đẹp. Bắt kịp xu hướng thời trang phi giới tính nổi trội của thế kỷ 21, Hublot đã nhanh chóng ra mắt những mẫu đồng hồ unisex với kích thước đa dạng trải dài từ 39mm đến 45mm mà nam lẫn nữ có thể lựa đeo. Trong số đó thì sự xuất hiện của chiếc Hublot Big Bang 39mm với vành bezel nạm đá quý đã nhanh chóng mê hoặc thị hiếu phái đẹp và trở thành món phụ kiện yêu thích của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Và đồng hồ Hublot Big Bang One Click Steel Blue Diamond 39mm là một trong những phiên bản thể hiện được lối kỹ thuật chế tạo phức tạp lẫn diện mạo tuyệt vời nhất. Nổi bật với hai tông màu xanh navy và trắng bạc, trong đó sắc xanh chiếm chủ đạo, phiên bản One Click ví như một quý cô hiện đại, kiều diễm và đầy bí ẩn, đang tự tin sải bước trước cặp mắt trầm trồ của công chúng. Sở hữu bộ khung vỏ bằng thép không gỉ màu bạc, được đánh bóng 4 càng nối dây và trải xước hai mối nối giữa, mang dáng vẻ thể thao chắc khỏe, khiến chiếc đồng hồ nổi bật hơn cả về chất liệu lẫn độ thẩm mỹ. Chưa kể đến, bộ khung vỏ này còn có thể kháng nước cho đồng hồ ở mức 100m. Xuôi theo vành bezel dáng tròn cổ điển, mềm mại điểm xuyết hai tai càng vươn sang hai bên bằng nhựa tổng hợp màu xanh navy. Thiết kế đặc trưng này của đồng hồ Hublot Big Bang tạo nên vẻ thể thao cá tính và hòa nhập với màu sắc của mặt số bên trong. Tô điểm cho vành bezel bằng thép thể thao là những dải kim cương lấp lánh được các nghệ nhân đồng hồ cắt gọn tỉ mỉ và sắp xếp tinh tế, xen kẽ với 6 đinh ốc làm từ titanium hình chữ H, tương tự với càng nối dây khiến cho tạo tác này trở nên thật là mềm mại, sang trọng và quý giá. Gợi nhắc đến biển cả bao la, tuyệt tác này khiến nhiều người liên tưởng đến nữ thần biển trong trang phục màu xanh navy tựa như mặt biển về đêm. Những đường sức tinh xảo là những đợt sóng xô và trên mặt biển êm ả ấy phản chiếu những vị tinh tú trên trời cao, một sự liên tưởng thật là đẹp, hữu hình và đầy tính thẩm mỹ. Là phiên bản nữ tính của bộ sưu tập Big Bang huyền thoại, tạo tác này đã được nhà sản xuất tích hợp cơ chế thông minh on-click, cho phép người đeo có thể tháo rời dây đeo một cách nhanh chóng chỉ với một cái bấm nhẹ vào vị trí hình thang giữa hai đinh ốc bằng titanium ở chỗ vành nối dây. Với cơ chế này thì người đeo có thể thoải mái thay đổi dây tùy theo sở thích hoặc là vệ sinh dây độc lập mà không cần mang theo cả đồng hồ. Đây chính là phát minh độc đáo, độc quyền mà nhà sản xuất Hublot dành tặng cho bộ sưu tập mới mẻ này. Ngoài cách tân về cơ chế, chiếc đồng hồ này còn có những trang bị truyền thống đã trở thành tên tuổi riêng của thương hiệu Hublot, đó là trang bị dây đeo bằng cao su phủ da cá sấu mềm mại và thoải mái trên cổ tay người đeo. Nhà sản xuất đã lần nữa thể hiện thành công chất liệu dây đeo tuyệt vời này. Đây được coi là thiết kế hoàn hảo về chất lượng lẫn thẩm mỹ khi hòa quyện giữa độ đàn hồi cùng khả năng chống thấm tuyệt vời từ cao su, là nét thời trang thanh lịch của da cá sấu nhuộm xanh navy trên cổ tay các quý cô hiện đại, càng làm tăng thêm sự trẻ trung và cá tính, xu hướng thời trang phổ biến của thế kỷ 21. Và tất nhiên, ta không thể nào quên được sự mát mắt của mặt số xanh navy họa tiết sun ray. Dưới ánh sáng mặt trời, mặt số xanh nổi bật với những đường trải tia tuyệt đẹp, không gay gắt như sắc đỏ, cũng không quá chảnh chọe như phiên bản màu trắng. Trầm ấm và yên bình là những gì mà công chúng cảm nhận được khi nhìn vào tạo tác này. Như một cô gái vừa hiện đại, trẻ trung, lại vừa có nét từng trải và hoài cổ. So với những mẫu on-click khác, tạo tác này có phần khiêm tốn và đơn giản hơn nhưng vô cùng tinh tế và khiến người ta nhớ lâu hơn từ lần đầu gặp mặt. Là một người theo chủ nghĩa tối giản, cá nhân tôi rất thích mặt số này. Từ cách sắp xếp các chữ số Ả Rập cho tới bộ kim truyền thống được phủ chất phát quang với kim dây đính biểu tượng thương hiệu cách điệu đều thật thông minh và dễ đọc. Tất cả các chi tiết đều được hoàn thiện một cách cẩn thận và bảo vệ bởi mặt kính sapphire chống xước, chống lóa hoàn hảo. Duy chỉ có ô cửa báo ngày màu đen nhỏ bé nằm ở vị trí 3 giờ là điểm duy nhất mà khiến cho tôi khó chịu bởi nó không hề dễ nhìn chút nào. Tạm xa rời mặt số cùng với bộ khung vỏ đầy mê hoặc thì ngay bây giờ các bạn khán giả hãy để ý đến linh hồn của tạo tác này, đó là bộ máy Automatic Hublot HUB1710 lộ thiên ở mặt sau đồng hồ. Nếu như đã quen thưởng thức những cỗ máy phức tạp nhà Hublot thì rất có thể sẽ có nhiều người thất vọng về phiên bản này, một bộ máy tối giản và không hề bắt mắt nếu như chỉ nhìn thoáng qua. Cấu thành là 185 chi tiết,
27 chân kính và có mức dự trữ năng lượng xấp xỉ 50 giờ. Bộ máy tự động này có thể vận hành hiệu quả với tần suất 28.800 VPH. Điểm đáng chú ý nhất của cỗ máy HUB1710 chính là roto biểu tượng chữ H. Khi mà lắc nhẹ tay, chuyển động của roto tạo hiệu ứng cơ khí vô cùng đẹp mắt. Một người yêu đồng hồ đã nói với tôi rằng, đeo đồng hồ không phải để khoe mẽ, đồng hồ cũng không phải là vật dụng xem giờ. Đồng hồ thể hiện tiếng nói cá nhân, mà đã là dấu ấn thì ai cũng cần nâng niu, trân trọng. Chiếc đồng hồ này đối với cá nhân tôi cũng là một tặng phẩm tuyệt vời dành cho những cô gái hiện đại, bởi đây là hiện thân của những quý cô của thế kỷ 21, độc lập, đơn giản, thông minh và đầy tinh tế. Vậy còn các cô gái hiện đại của Gia Bảo Luxury hay thậm chí là các chàng trai đang xem video này nghĩ sao về tuyệt phẩm này? Hãy để lại bình luận của mình ở phần bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury để cùng tìm hiểu những mẫu đồng hồ vô cùng độc đáo khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!